Xe tắt máy cho anh Tú này. Có anh báo là kết nối iPhone không được á. Thì em kiểm tra máy iPhone bên em thì vẫn kết nối bình thường nhé. Em sẽ quay video sau. Không có GPS đó. Thì em quay khu vực em đang check thì GPS vẫn lên bình thường nhé. Điểm GPS 19 này. Cao đấy. Đây, thấy ở chân về đây, cam bên xuống này. Em check thương bay cho anh nhé. Máy sự vị trí bình thường. Em định này, chức năng tiến lùi trái phải này. Để GPS thì anh bay ra kia tí và cho đi cái thôi. Nhìn đỡ. Kia có GPS. Mình đây rồi nha. Đi xuống hôn đi. Rồi, em cho máy tự động bay về này. Cần đến thì xuống lại sang bờ bên kia chuẩn lại cho đứng giữa đường được chuẩn rồi. Hiện tại thì khu vực bên em vẫn có GPS bình thường nhé. Mình có thể kiểm tra lại cái khu vực bay của mình có thoáng đãng mà có bị chặn sóng hay là khuất nhiều sóng hay không nhé. Đây, máy lại về đến đầu rồi. Máy đáp đúng vị trí bay này.